Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Nào, Dân đại ca, muội không muốn vào, muội muốn đi tìm con muội. Chúng ta không phải nói rồi sao? Chuyện đó sẽ giao cho Bản Dương. Bản Dương sai tất cả bọn họ đi tìm, sẽ khiến người ta dị nghị. Muội không muốn quên vì muội mà điều động nhiều người như vậy. Sao có thể chứ? Chỉ là tìm một đứa trẻ thôi, sao có thể khiến người ta dị nghị được? Chiến Dương, Chiến Dương, chàng về rồi sao? Tỷ tỷ, sao tỷ cũng đến đây? Xem ra hôm nay là song hỷ lâm môn rồi. Chúng ta gặp cô ấy trên đường. Diệu qua ta, muội biết tỷ đi lại nhất định sẽ rất vất vả. Muội đã chuẩn bị xong cả rồi. Lại đây, tỷ đi theo muội. Đang định làm gì? Chiến Dương hỏi lạ quá. Tiếp có thể làm gì chứ? Tiếp và tỷ tỷ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, không lẽ tâm sự vài câu cũng không được à? Ngươi lui ra đi. Dân, thế nào, tỷ có thích không? Giống hệt như phòng của tỷ. Đây là do một năm trước muội đã tìm người bố trí riêng cho tỷ. Lại đây ngồi đi. Muội vẫn thường nghĩ về tỷ, nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp chúng ta ở bên nhau. Và muội lại đến nơi này, nói với bản thân mình có lỗi với Lạc Nhi. Mình là kẻ xấu xa, nhất định phải bù đắp cho tỷ ấy. Nhưng tỷ luôn làm muội tiêu tan ý nghĩ đó. Luôn làm cho muội rất hận tỷ, rất hận tỷ. Sao tỷ lại đến đây? Sao tỷ lại đến làm huynh ấy dao động? Tại sao vậy? Tỷ biết không, hơn một năm nay muội dùng trăm phương ngàn kế chỉ muốn xóa bỏ hình bóng của tỷ ra khỏi tâm trí huynh ấy. Bây giờ tỷ lại xuất hiện, tất cả tâm huyết trước đây của muội đều đổ sông đổ bể. Lữ Lạc, tỷ đúng là khắc tinh trong đời muội. Nếu biết trước tỷ sẽ đối với muội như vậy, ban đầu đừng nên cứu muội, cứ để muội chết đi thì hơn. Nhiều qua, muội nói với tỷ những chuyện này không phải muốn tranh giành với tỷ. Quỳnh ấy yêu tỷ, muội không giành nổi. Muội cầu xin tỷ, xin tỷ cho cuộc đời của muội được sống hạnh phúc. Ta không có ý gì với Dân đại ca, ta cũng không muốn đến đây. Được, ta đi. Không được, muội đưa tỷ vào đây. Nếu bây giờ tỷ đi,
Không phải đã đẩy muội xuống 18 tầng địa ngục ư? Vậy muội muốn thế nào? Bây giờ tỷ cứ ở lại đây, tìm cơ hội rồi bỏ đi. Ta hiểu rồi. Được rồi, ta sẽ tìm cơ hội đi khỏi đây. Muội đã là phu nhân của Hải Thiên. Lạc Di, rốt cuộc muội có điểm nào không bằng tỷ? Diệu Hoa, muội biết không, muội rất xinh đẹp. Lần đầu tiên ta nhìn thấy muội thì đã bị vẻ đẹp của muội làm cho mê mẩn. Ta nghĩ rằng một người đẹp như vậy, nếu có thể ở bên cạnh ta thì tốt biết bao. Hơn nữa Lữ Lạc bây giờ đã làm mẹ của trẻ con rồi, càng không thể so sánh với muội được. Nhưng sao quân ấy không nhìn muội? Không hề nhìn muội. Ta hiểu, nhưng ta tin sau cơn mưa trời lại sáng. Những đạo lý ấy muội đều hiểu, nhưng muội không làm được. Chỉ cần nhìn thấy quân ấy, toàn thân muội lại rung lên. Muội rất muốn quân ấy có thể ôm muội, hôn muội, yêu thương muội. Nhưng trước giờ quân ấy chưa từng làm vậy, chưa từng động vào muội. Chỉ là muội đa tình thôi. Lạc Di, tỷ không hiểu được cảm nhận của muội đâu. Ta hiểu chứ. Tình yêu đúng cũng được, sai cũng được. Chỉ cần muội yêu quân ấy, ta tin có ngày quân ấy sẽ hiểu được tình yêu của muội. Muội muội của ta, Lạc Di, ngày mai ta sẽ đi khỏi đây. Muội yên tâm, ta sẽ không để muội phải buồn phiền vì ta đâu. Ta đi đâu? Đi tìm con ta, tìm cha. Ta rất nhớ người. Muội cũng rất nhớ cha. Muốn quay về những ngày còn bé, nhớ những ngày vô lo vô nghĩ ngày xưa. Không về được nữa rồi. Đúng vậy, Diệu Qua à. Nhưng chúng ta mãi mãi vẫn là tỷ muội. Suốt đời này luôn là như vậy.
Lạc Nhi nàng xem, ai đến kìa. Cha. Cha ơi, Lạc Nhi. Lạc Nhi. Ngồi xuống nói chuyện đi. Nào nào. Cha ngồi đi. Cha, những năm qua cha sống thế nào? Cha sống rất tốt. Cha đã không làm nghề buôn bán nữa. Ta sống nhờ vào sổ tiền chu cấp của Diệu Hoa, cũng coi như được sống thư thả. Nhưng chỉ có những lúc nhớ đến mẹ con thì lại không ngủ được. Con cũng rất nhớ mẹ. Con nghĩ mẹ ở trên trời cũng đang nhìn chúng ta đấy. Đúng vậy. Đúng vậy. Con thấy bên ngoài náo nhiệt như vậy, thì ra là cha nuôi đến. Diệu Hoa, nương nương, nàng qua đây ngồi đi. Mọi người cũng lâu rồi không gặp nhau. Không cần đâu, gia đình mọi người đoàn viên, có người ngoài xen vào không hay. Thiếp về tẩm cung trước. Diệu Hoa, kệ cô ấy. Phu nhân. 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 Ngươi là ai? Tại sao lại đưa ta đến đây? Ta không tên không tuổi. Ngươi đưa ta đến đây để làm gì? Không phải ta đưa cô đến đây, mà là ta biết cô muốn ta làm như vậy. Ngươi biết được ta đang nghĩ gì ư? Trong lòng cô có chuyện không vui, ta muốn giúp cô loại bỏ nó. Ngươi không giúp được đâu. Khi cô yêu một người, cô có thể vì người đó mà làm tất cả. Nói như vậy, tình yêu thì không bao giờ hỏi có đáng hay không. Ta kể cho cô một câu chuyện. Khi ta còn nhỏ, mẹ ta đã rời xa ta. Khi ta lớn lên, ta đi tìm bà ấy, nhưng bà ấy không chịu ra gặp ta. Khi ta quay người bỏ đi, ta cảm nhận được có đôi mắt đang theo dõi ta. Nhưng ta không quay lại nhìn. Bà ấy đã không cho ta cơ hội gặp bà ấy, ta cũng sẽ không cho bà ấy cơ hội được nhìn thấy ta. Sau đó thì sao? Sau đó ta rất hối hận. Ta thường nghĩ, nếu như việc gặp lại nhau khiến cho cả hai đều khó xử, chi bằng học cách quay đi, cũng học cách quay đầu lại. Như vậy ít nhất cũng có một người được vui. Phu nhân, cô có từng nghe qua tình yêu là một sự cộng sinh? Cô nuôi dưỡng nó, nó cũng nuôi dưỡng cô. Nếu như cô chưa từng nuôi dưỡng nó mà đã nghĩ đến chuyện nó có thể báo đáp lại cô không, có đáng để cô bỏ ra hay không, vậy thì tình yêu đó còn có ý nghĩa gì nữa? Thì ra bao lâu nay tôi đã tự tìm phiền não cho mình. Đời người ngắn ngủi, sai lầm một lần cũng không sao. Quan trọng là đừng để lặp lại sai lầm đó nữa. Hãy đối xử tốt với người bên cạnh cô. Ai cũng có trái tim, hắn ta sẽ hiểu được tình cảm của cô thôi. Thank you.
huynh là La Phong có phải không? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô có thể mở rộng lòng mình, vui vẻ tiếp tục sống. La Phong, tiếp xin lỗi. Tiếp thật sự xin lỗi. Tình yêu không cần xin lỗi, cũng không cần biết có đáng hay không. Nắm chặt cũng là yêu, buông tay cũng là một cách yêu. Quan trọng là phải được vui vẻ. Có thể cho thiếp nhìn thấy gương mặt chàng không? La Phong, thiếp biết là chàng mà. Thiếp biết là chàng mà. Trên thế giới này chỉ có chàng đối với thiếp tốt nhất. Vậy nàng hãy sống cho thật tốt. Đó là sự đền đáp tốt nhất dành cho ta. Khi nào thiếp mới có thể gặp lại chàng? Không đâu. Cô ấy đối với ta rất tốt. Cô ấy đã cứu ta một mạng. Cũng vì ta mà hy sinh rất nhiều. Ta sẽ dùng cả cuộc đời này để báo đáp cô ấy. Mọi người thử xem, đây là loại trà mà hung nô mới tiến công, mùi vị rất đặc biệt. Vừa qua đâu? Sao không gọi mùi ấy? Con người cô ấy đa nghi, gọi cô ấy lại thêm phiền thôi. Huynh đừng nghĩ như vậy. Mùi ấy như vậy là vì quan tâm huynh. Đàn ông các huynh lúc nào cũng cho là phụ nữ hay ghen. Nhưng các huynh không hề nghĩ đến là do các huynh không hề cho bọn tôi một lý do nào để tin tưởng cả. Lạc Nhi à, nói chuyện với Chiến Dương nên giữ phép tắc. Con chỉ bình luận một chút thôi mà. Dân đại ca, huynh cho rằng muội nói sai à? Lạc Nhi, cha nuôi, Chiến Dương, mọi người đều ở đây à? Lui ra đi. Dân, thiếp làm một ít điểm tâm, mọi người thử xem. Thật tinh tế, nhìn là muốn ăn rồi. Lạc Nhi, khoan đã. Ngon lắm đấy. Nếu mọi người không nếm thử thì các người bị thiệt thòi thôi. Tay nghề nấu nướng của Diệu Quê ngày càng giỏi đấy. Ngon lắm, rất ngon. Chiến Dương, chàng không chịu nể mặt thiếp ư? Bây giờ bản Dương không muốn ăn. Thiếp nghĩ ra rồi. Trước kia Chiến Dương và Lạc Nhi thích nhất là chơi cờ. Người đâu, mang bàn cờ đến đây. Dân, cha nuôi, con biết chơi cờ. Con đưa cha đi dạo nha. Chuyện này lẽ nào cha không muốn xem con gái mình ở đây có tốt hay hơn không? Thôi được.
Các con chơi cờ đi. Không biết là dở trò gì. Mùi ấy chỉ đổi cách yêu huynh thôi. Rất tốt, sắp xếp rất thỏa đáng. Đúng là một nhân tài. Chẳng trách Dương Phi coi trọng ngươi như vậy. Đa tạ chú thượng khen thưởng. Tiêu Quy hy vọng có cơ hội kiến công lập nghiệp. Nhất định sẽ có thôi. Từ nay trở đi, ngươi hãy ở lại bên bản Dương, chờ cơ hội lập công. Chú thượng, tổ tiên sinh vừa gửi thư đến nói là Chiến Dương ngang ngược bá đạo, lời quán thán của các thuộc không dứt, lại vừa giao chiến với Hung Nô, sức quân chưa hồi phục. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để công kích hắn. Chú thượng, Dương Phi có tin tức rồi. Đang ở đâu? Mau nói đi. Dương Phi bị dân cuồng bắt giữ. Cái gì? Chú thượng, hãy để thần tiên phong giết hết bọn chúng, không chừa một tên. Được. Truyền lệnh của ta, từ ngày hôm nay khôi phục cờ hiệu của quân ta. Tất cả binh lính chờ lệnh xuất phát. Ta và dân cuồng sẽ quyết một trận sinh tử. Dân. Dân đại ca, bá phụ về phòng rồi à? Cha muội cũng có tuổi rồi, dễ bị mệt. Quynh đang nghĩ gì vậy? Bản Dương nghĩ đến Diệu Hoa. Vừa rồi hiểu lầm cô ấy. Bây giờ không biết phải đối diện cô ấy thế nào đi. Cô ấy sẽ không để bụng đâu. Diệu Hoa yêu Quynh. Bản Dương không thể hiểu được cô ấy. Có những lúc vô cùng xấu xa, nhưng có khi lại. Nhưng tình yêu cô ấy dành cho Quynh chưa bao giờ thay đổi. Dân đại ca, đôi khi tình yêu không nhất thiết hai người cứ phải ở cạnh nhau. Chúng ta phải học cách chấp nhận thực tế cuộc sống. Tình yêu chẳng qua chỉ là bông hoa tươi trong chốc lát. Dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải sống cho qua ngày. Chúng ta không ngừng dằn vặt vì không thể ở bên nhau. Nhưng thì mình không có được thì thường là tốt nhất. Giả sử năm đó chúng ta lấy nhau, biết đâu bây giờ chúng ta là mâu thuẫn với nhau. Ông trời đã ăn bài như thế này rồi, thì chúng ta hãy giữ tình yêu này thật trọn vẹn trong tim đi. Diệu Quang là một cô gái rất tốt. Quynh hãy cố gắng hiểu cô ấy đi. Bản chất cô ta không xấu. Chỉ cần Quynh trọng tấm lòng đón nhận cô ấy, chắc chắn sẽ thấy cô ấy khác đi. Mau đi đi, cô ấy đang đợi Quynh đấy. Mùi nói rất đúng. Nhưng mùi có biết không, nếu hồi đó chúng ta được ở bên nhau, thì bây giờ bản Dương sẽ không thay đổi. Không có nếu như.
Chiến Dương, hôm nay nàng để Bản Dương và Lạc Nhi ở đây với nhau là có ý gì? Thiếp biết Chiến Dương muốn ở cùng tỷ ấy. Nàng rõ ràng biết quan hệ giữa Bản Dương và Lạc Nhi mà vẫn khoan dung như vậy sao? Vì sao? Trong lòng Chiến Dương không có thiếp, danh phận này có để làm gì? Nếu trong lòng Chiến Dương có thiếp thì thiếp chẳng quan tâm những điều khác. Thiếp càng ghen tuông, Chiến Dương càng rời xa thiếp. Nếu như vậy, thà rằng thiếp khoan dung còn hơn, để Chiến Dương được vui lòng. Có lẽ chúng ta còn giữ được một chút tình nghĩa phu thê. Nếu không, thiếp chẳng còn gì cả. Hai người yêu nhau, nếu người nào yêu trước thì người đó chắc chắn sẽ cho đi nhiều hơn. Thiếp không xin Chiến Dương yêu thiếp được nhiều như yêu Lạc Nhi. Thiếp chỉ xin người đừng hận thiếp, đừng sợ thiếp, đừng rời xa thiếp. Được như vậy, thiếp mãn nguyện lắm rồi. Ôm Bản Dương đi. Bản Dương từ nay sẽ yêu thương nàng. Nàng đã cho Bản Dương biết, nàng mới là người Bản Dương luôn chờ đợi. Nàng mới là người Bản Dương muốn ở bên cả cuộc đời. Có câu nói này của Chiến Dương: cuộc đời này của thiếp chẳng còn gì phải hối hận. Tất cả binh lính tiết quốc nghe đây, dân cuồng tàn bạo coi mạng người như cỏ rác, chúa thượng của chúng ta thay trời hành đạo. Nếu các người buông vũ khí xuống, đầu hàng chúa thượng sẽ tha tội chết, trở thành quân của chúa thượng, nếu không sẽ giết hết không tha. Không được nghe lời sằng bậy của hắn. Giết! Bắn cung! Kẻ nào đầu hàng sẽ phải chết. Ngươi cũng có thể coi là kẻ hảo hán, đầu hàng đi. Phản bội lúc lâm trận ta đã từng rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu.
Chí Dương, quân địch sắp đánh đến nơi rồi, người mau nghĩ cách đối phó đi. Chỉ là ăn mài đánh thắng Trương Cát thôi mà. Đại quân chúng ta còn chưa ra trận, sợ cái gì chứ? Nhưng quân ta không đông bằng quân địch. Tiên sinh, điều này tiên sinh cũng rõ. Tình hình hiện nay quả thật là bất lợi, nhưng bây giờ chúng ta chưa cần phải lo sợ. Ông đừng quên, thế tử của Hải Thiên, Lữ Lạc vẫn đang ở trong tay chúng ta đấy. Nhưng Lữ Lạc là bạn của Bản Dương, không phải là con tin. Đúng thế, thống nhất thiên hạ thì phải bất chấp tất cả. Làm sao có thể vì một người con gái mà từ bỏ tất cả được? Nhưng Hải Thiên lại làm được. Chiến Dương, xin người lập tức hạ chỉ, sai người trông coi Lữ Lạc, sau đó cho người đi đàm phán điều kiện với Hải Thiên. Không biết tiên sinh đánh giá cao Hải Thiên hay đang coi thường Bản Dương đây. Dân Nhi, không cần phải nói nữa, tiết quân thiên hạ vô địch. Chiến Dương, Chiến Dương. Nhìn tình thế, nơi này phòng thủ không được kiên cố lắm, công kích không khó. Chỉ là Lạc Di cô ấy, chú thượng có tinh thần không? Sao lại hỏi ta như vậy? Tiêu Huy có thể đơn thương độc mã cứu được Dương Phi về? Không, như thế quá nguy hiểm. Đại ca, để đầy đi. Ta từng ở trong cung nhà Trần, để thế bên trong ta rõ nhất. Vậy nên ta đi là người thích hợp nhất. Tất cả phải cẩn thận. Dân, Tiền tiên sinh thế nào? Chiến Dương vẫn không muốn gặp lão phu sao? Sự tồn vong của Tiết Quốc quyết định vào lúc này đây. Tề Nhi, có chuyện này lão phu muốn nhờ con giúp, không biết con có dám làm không? Dám à? Nhưng làm chuyện này có thể con sẽ mất mạng. Đại trượng phu chết thì chết, chỉ cần chết có ý nghĩa là được. Được, con giỏi lắm. Lão phu nói với con, con biết rồi. Được, tất cả nhờ vào con. Sinh tồn diệt vong quyết định ở đây, cầu trời phù hộ. Hải Thiên sắp đánh đến đây rồi, tỷ biết chưa? Ta biết, vậy nên mới sáng sớm ta đã đưa cha đi rồi. Cha có tuổi rồi, sức chịu đựng không được bao nhiêu. Không ngờ chúng ta đoàn tụ chưa được bao lâu lại có chuyện xảy ra. Lẽ nào ông trời không muốn tỉ muội ta được ở gần nhau? Diệu quá à. Cho dù ngoài kia thế nào, chúng ta mãi mãi là tỉ muội tốt. Ừ. Bây giờ tình thế khó xử, ta cũng rất khó xử. Có lẽ ta không thể ở lại đây được nữa. Không đâu, Chiến Dương nhất định sẽ bảo vệ tỷ. Quân ấy hay để tình cảm ảnh hưởng đến quyết định. Chính vì điểm này nên chúng ta mới yêu quân ấy, đúng không? Ta chỉ mong sao sẽ không có bất cứ ai bị tổn thương hết. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ qua thôi. Phụ mệnh Chiến Dương, bắt người thân của tên phản đồ Hải Thiên. Người đâu, bắt lấy của ta. Các người định làm gì? Không được. Nương nương, xin thứ lỗi, thần cũng chỉ phụ mệnh lệnh hành sự. Đưa đi. Không được, Chiến Dương không bao giờ làm như vậy. Diệu qua, không sao đâu, đừng lo. Chiến Dương sẽ không làm gì ta đâu. Lạc Nhi, ta đi theo các ngươi. Đắc tội rồi. Đi.
Không thể nào. Không thể nào. Chiến Dương không bao giờ làm vậy. Ta phải đi gặp Chiến Dương. Chỉ cần phu nhân và Dân Cường trong tay ta, ta không tin hắn không trả lại nương nương cho chúng ta. Đại ca, Tiêu Quy giờ này phải quay lại rồi chứ. Chúng ta tiến công đi. Không được. Chưa thấy Lạc Nhi, ta vẫn chưa yên tâm. Đại huynh, huynh xem này. Tiền Trung sai người đưa bức thư này đến. Ông ta nói cho chúng ta 3 giờ đồng hồ đầu hàng, nếu không sẽ giết Dương Phi. Lạc Nhi, không được. Ta phải đi cứu Lạc Nhi. Đại ca, đại ca, đại ca, bây giờ đi khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Đúng vậy, kể cả chúng ta đồng hàng đi nữa thì Dương Phi cũng chưa chắc bảo vệ được. Đại ca, coi như huynh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho các huynh đệ chứ. Đại ca, Tiêu Quy về rồi. Tiêu tướng quân, xin lỗi chú thượng, thần không cứu được người, nhưng thần đã bắt được phu nhân của Dân Cuồng về đây. Chiến Dương, đại sự không hay rồi. Cái gì? Sao hốt hoảng thế? Nương nương mất tích rồi. Nương nương mất tích, sao lại thế? Chúng nô tài đã đi tìm cả rồi. Biết đâu đang ở cùng Dương Phi. Hai người họ thường đi cùng nhau. Hai phu nhân đang ở trên cửa thành rồi. Người nói cái gì? Chiến Dương, chẳng phải người hạ lệnh bắt hai phu nhân treo trên thành sao? Nói sao? Nói sao? Tiền Trung, chiến công. Tránh ra. Các người còn xem ta là Chiến Dương hay không? Giả trường mệnh lệnh của bản Dương, thế này là thế nào? Đại ca, thả người ra. Thả người ra. Tuyệt đối không được thả cô ta ra. Bởi vì cô ta có liên quan đến sự tồn vong của Tiết Quốc. Thứ tội cho ta không thể tuân lệnh. Dân tề, con đừng tự phụ nữa. Hải Thiên hôm nay không giống với Hải Thiên lúc trước nữa. Hắn là một con hổ. Hắn có thể ăn thịt chúng ta bất cứ lúc nào. Người con gái này là con bà duy nhất mà chúng ta có. Ngươi có biết không? Tránh ra. Chiến Dương, Chiến Dương. Lạc Nhi, nàng đừng sợ, là ta đi. Ta đến cứu nàng rồi Lạc Nhi. Lạc Nhi, nàng không sao chứ? Nàng đừng sợ. Tiên sinh, đừng gọi ta nữa. Ta không dám nhận đâu. Dân Cuồng, ta nhận ân huệ của thúc phụ ngươi nên đến đây giúp ngươi. Tưởng rằng ngươi có thể lập nên đại nghiệp, không ngờ ngươi tự cao tự đại, hành động theo cảm tính, không chịu nổi một đòn đả kích. Vốn dĩ chẳng được làm đại sự, coi như Tiền chúng ta có mắt như mù, nhìn lầm người. Được, hôm nay ta sẽ chết ở đây. Được rồi, ta sẽ chết ngay đây. Chết rồi hồn phách ta ở trên dương gian, để nhìn xem Hải Thiên vào thành chặt đầu ngươi. Vĩnh biệt. Tiên sinh, tiên sinh, truyền thái y. Nhưng truyền thái y.
Đại ca, đệ xin lui. Đi. Tiên sinh, người hại cha ta thành ra thế này, còn giả vờ nhân nghĩa đến đây khóc lóc. Ta chưa từng thấy kẻ nào vô sĩ hơn ngươi. Là cô à? Ta thật sự hối hận, trước đây không giết ngươi và người đàn bà kia. Nếu không, cha ta không thể thành hãm hại như ngày hôm nay. Tiên sinh có con gái mà ta không hề biết gì. Đừng phí lời xem ta đây. Đứng lại, đừng đuổi nữa. Đại ca, tại sao không bắt cô ta? Cô ấy là con gái của tiên sinh, cô ấy cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Không được, không thể để cha ở đó được. Nhìn xem, lại bắt được một gian tế. Bắt cô ta lên đây. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Người đi thám thính tin tức cho Vân Cuồng có phải không? Là ngươi à? Ngươi quen ta ư? Không, không quen. Nhưng xin ngươi hãy thả ta ra. Chuyện đó thì không được. Ngươi đột nhập vào địa bàn của chúng ta, lại biết võ công. Ngộ nhỡ ngươi là gian tế thì sao? Ta bảo đảm ta không phải là gian tế. Chẳng có gian tế nào lại tự mình nhận mình là gian tế cả. Tướng quân cứ bắt cô ta về đã. Cầu xin ngươi hãy thả ta ra. Ta phải đi tìm cha ta. Ta nói thật đó. Thôi đi, món nợ trước kia cũng nên trả rồi. Trước khi ngươi bắt ta, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không? Vì chuyện gì? Giúp ta cứu cha ta. Cha ta đang ở Tiền Phủ trong thành. Cứu người là việc tốt. Ta đồng ý giúp cô. Vậy ta an tâm rồi. Ngươi đi đi. Ta tin ngươi. Tướng quân, chuyện này yên tâm, cô ấy không phải là gian tế đâu. Sao ngài biết? Đương nhiên là ta biết rồi. Một cô gái nguyện chết vì người khác thì không phải là người xấu được. Ta đã sai lầm một lần, không thể sai thêm lần thứ hai. Đi thôi. Cha, cha cô vừa ngủ, đừng làm ông ấy thức giấc. Ngươi muốn gì? Bản vương không muốn gì cả. Bản vương chỉ muốn cùng á phụ ngồi ở đây ngắm sao. Tại sao ngươi lại đối xử với cha ta như vậy? Cha ta tốt như vậy, quan tâm ngươi như vậy,
Vì bản vương là người không thể tự khống chế bản thân. Ngươi hối hận rồi ư? Ta hối hận hả? Ta không hận ngươi, vì ta cảm thấy ngươi là người đáng thương hơn ai hết. Cha, cha tỉnh dậy đi, chúng ta đi thôi. Cô định đưa Á Phụ đi đâu? Rời khỏi đây, rời khỏi nơi đau thương này. Có thể rời khỏi thật ư? Có thể, chỉ cần ta muốn. Võ công của ta đã bị phế rồi. Sau này ta chỉ còn một cô gái bình thường. Thị phi trắng đen không còn liên quan gì đến ta nữa. Phía trước không có đường đi, phía sau và vạn kiếp bất phục. Đang nghĩ gì vậy? Gà nướng cháy cả rồi kìa, kệ nó đi. Đệ muốn bàn bạc với huynh một chuyện. Vì chuyện gì? Dựa vào tình hình gần đây cho thấy, chúa thượng chỉ cần là chuyện liên quan đến Dương Phi thì đều mềm lòng. Nếu cứ như vậy, huynh đệ chúng ta chẳng phải làm việc vô ích rồi ư? Vì vậy, đệ muốn thế nào? Dương Phi của Vân Cuồng không phải là trong tay của chúng ta sao? Chi bằng giết cô ta đi. Giết cô ta? Vậy còn Dương Phi thì sao? Tốt nhất là Vân Cuồng cũng giết Vương Phi đi. Như vậy thì chúa thượng không còn do dự gì nữa. Làm sao vậy được? Quynh nhìn Quynh xem, không quyết đoán gì cả. Quynh không dám, để dám. Dừng lại. Đệ muốn gì vậy? Chuyện này là đệ đã quyết rồi. Không cần cản đệ, nếu không thì không còn huynh đệ gì nữa. Người muốn làm gì? Ngươi đừng trách ta. Ngươi định làm gì? Đừng cản ta, ta phải giết cô ta. Không được. Cô ta là cách duy nhất để cứu Dương Phi. Chúng ta muốn làm việc lớn, không thể để cho chúa thượng dao động nữa. Theo ta đi gặp chúa thượng. Đi. Có chuyện gì vậy? Chúa thượng, hắn định giết Vua Diệu qua, bị thần ngăn cản. Tại sao lại làm như vậy? Vì cô ta là tai họa, Dương Phi cũng là mầm họa. Chỉ cần cô ta còn, chúa thượng sẽ phân tâm mềm lòng, sẽ quên mất đại nghiệp dưỡng nước. Đó là chuyện của ta. Không, đó là chuyện của tất cả huynh đệ. Chúng tôi giao mạng sống cho huynh. Nghe huynh sai bảo là vì cái gì? Là vì chúng tôi muốn có một tương lai tốt đẹp. Nhưng huynh lại quá trọng tình cảm. Có tính mạng chúng tôi như là trò đùa. Đại ca, huynh nói xem là huynh sai hay là đệ không sai? Hỗn xược. Sao ngươi lại dám nói chuyện với chúa thượng như vậy? Ta nói đều là sự thật. Lần này đệ không nghe lời huynh, đệ cũng chẳng có gì để nói cả.
Huynh cứ giết đệ đi. Ai muốn giết đệ chứ? Đệ lui ra đi. Chuyện này chúa thượng. Đệ nói không sai. Nhưng mà bàn vãn, ta nói cho ngươi biết, bây giờ bất kể như thế nào, ta vẫn là chúa thượng của đệ. Ta có thể tự chọn đường đi cho ta. Đệ cũng vậy. Nếu như đệ muốn đi, ta sẽ không cản đệ. Các người lui ra đi. Thôi đi thôi đi. Cái mạng quen này của đệ, huynh còn không sợ thì đệ sợ gì chứ? Lần này xem như là đệ không đúng rồi. Đệ đi đây. Tiên Huy, ngươi thay ta thảo một bức thư, nói với Vân Cuồng chúng ta đổi người. Vâng. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Á Phụ không? Ngươi rất thích nàng, cũng rất thích ta. Nhưng tại sao lại trở thành như vậy? Mùi không biết. Mùi cũng không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Huynh có biết khi mùi bị treo ở trên thành, mùi đã nghĩ gì không? Một bên là người mùi từng yêu, một bên lại là phu quân của mùi. Nếu như đánh nhau thì đau của hai người tốt nhất hãy chỉ về phía mùi. Mùi chết rồi thì không cần đối mặt với chuyện này. Ngày mai là ngày đổi người. Sau này bản vương sẽ không vì hắn là chồng nàng mà nương tay đâu. Mùi biết. Vâng đại ca. Mùi sẽ không để cho hai người đánh nhau nữa. Mùi sẽ khuyên Hải Thiên dừng tay, không cần đâu. Nếu như Hải Thiên nhất quyết đánh, Vân Cuồng ta sao có thể cúi đầu xin quà chứ? Ta phải giết hắn. Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Mùi sẽ mạnh mẽ hơn. Chúc mùi hạnh phúc. Hải Thiên, thiên hạ vốn dĩ thái bình, cớ sao ngươi phải sinh chiến loạn? Thiên hạ này vốn là của mọi người, có bản lĩnh thì hãy giữ lấy, không có bản lĩnh thì hãy để bản vương giữ hộ. Vậy thì nào, hãy lại đây, ngươi sẽ đợi được ngày đó thôi.
Đi. Nó có ngoan không? Ngoan lắm. Nó ngủ rất nhanh. Đứa bé này thật khổ, cứ bị đưa đi đưa lại. Chi bằng cả nhà ba người của chúng ta quay về quê được không? Thiếp muốn sống một cuộc sống yên bình. Tạm thời vẫn chưa được. Tại sao lại không? Không lẽ ngôi vị đại vương đối với chàng mà nói quan trọng như vậy sao? Nếu không quan trọng, tại sao nàng phải đến du thuyết ta? Nàng lo lắng cho Dương Cuồng, thiếp lo lắng cho hai người. Chàng là phu quân của thiếp, quân ấy là bạn thiếp. Bất cứ ai trong hai người bị thương, thiếp đều rất đau khổ. Xin lỗi nàng, mọi chuyện đến nước này rồi, không thể quay lại được nữa. Không cần biết đạo nghĩa. Cũng không quan tâm cảm nhận của thiếp sao? Được, thiếp hiểu rồi. Thì ra chàng cũng chỉ là kẻ ham danh hám lợi. Lạc Nhi hãy công bằng một chút. Nếu như ta và Dân Cuồng đổi chỗ cho nhau, nàng có khuyên hắn không? Thiếp sẽ khuyên. Hắn có nghe nàng không? Nếu hắn cũng không làm được, thì nàng dựa vào cái gì mà bắt ta làm? Bây giờ nếu không phải hắn chết thì là ta chết. Không lẽ vì ta yêu nàng mà phải chết hay sao? Ta chết cũng không sao, nhưng các chiến sĩ và bách tính trong thiên hạ, bọn họ cũng phải chết cùng ta sao? Không phải ta không muốn đồng ý với nàng, mà là ta thân bất do kỷ. Nàng có hiểu không? Vậy hãy hứa với thiếp, đừng giết quân ấy có được không? Được không? Tham kiến chiến vương. Hôm nay Hải Thiên nói gì vậy? Trận chiến này sẽ không còn lâu nữa. Ngộ nhỡ bản vương sẽ chuẩn bị, ngày mai nàng hãy xuất cung. Không cần đâu, thiếp sẽ mãi mãi ở bên chiến vương. Nếu như chiến vương không còn nữa, thiếp cũng sẽ không sống một mình. Hà tất phải như vậy sao? Trong lòng chiến vương không có thiếp, nhưng trong lòng thiếp chỉ có chiến vương. Cả đời này thiếp làm sai rất nhiều chuyện, thiếp hy vọng lần này có thể nghe theo trái tim của mình,
làm đúng một lần. Được thôi. Diệu Hoa, trong lòng bản vương có điều không hiểu. Bá vương từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, càng gặp nguy hiểm bản vương càng tự tin. Nhưng trong trận lần này bản vương thấy có một chút bất an. Rốt cuộc đế vương nên chiến để bảo vệ thiên hạ hay nên quà để bảo vệ thiên hạ? Chiến dương, ta phải làm thế nào? Chiến dương, đừng nghĩ nữa. Thiếp đã chuẩn bị canh an thần, chúng ta uống một chút đi. Được. Đại ca, để thu xếp hành lý của á phụ. Phát hiện ra cái này. Đại ca, bên trên viết gì vậy? Á phụ nói ông ấy đã thiết lập được quan hệ với Hung Đô, đến lúc cần thiết họ sẽ xuất binh giúp chúng ta. Á phụ quả là liệu sự như thần. Hay quá rồi, lần này chúng ta thắng chắc rồi. Vậy Lạc Nhi thì sao? Tiêu Quy nương nương, ta có chuyện này muốn nhờ người làm, xin nương nương cứ nói. Ta muốn đến vương cung. Chuyện này ta biết, dân đã quy phục, trận này tất thắng. Chỉ là Vân Đại Ca và Diệu Qua, bọn họ là bạn của ta, người thân của ta, ta muốn tiễn họ. Ngươi hiểu chứ? Ngươi lo chúa thượng trách tội. Cũng phải, dù gì ngươi cũng là thủ hạ của chúa thượng. Thôi vậy, không làm khó ngươi nữa, ta sẽ tự đi. Nương đương, xin dừng bước đã. Ngươi muốn ngăn ta? Không phải. Thực ra là tình hình có sự thay đổi. Chúa thượng đã thảo thư gửi chiến vương, hai bên hòa giải, chia đôi thiên hạ. Sao lại như vậy được? Nương nương nên hiểu rõ tình cảm sâu nặng của chúa thượng đối với người. Chúa thượng, người đi giúp thừa tướng chuẩn bị đồ đạc đi. Dân. Chúa thượng, xin lỗi, thiếp đã trách lầm người rồi. Ta quen bị nàng trách lầm rồi. Thiếp Hài Nhi sắp dậy rồi, đừng để nó một mình, nó sẽ khóc đấy. Dân. Chúa thượng, Dân đại ca đã đồng ý chưa? Những gì nên làm ta đã làm cả rồi. Nếu hắn không chấp nhận, quân ấy sẽ đồng ý mà. Chúa thượng để cho thiếp đến đó, quân ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Bởi vì quân ấy, hắn đã đồng ý rồi. Bởi vì hắn giống ta, đều là đồ ngốc.
Vân Hiền đệ, từ nay chúng ta ai quản lý đất của người đó, bách tính trong thiên hạ có thể sống yên ổn rồi. Mong rằng ngươi thật sự nghĩ như vậy. Nếu bản vương không nghĩ như vậy thì chẳng làm việc này làm gì. Trong lòng hiền đệ nên hiểu rõ, lần này ai là người thắng? Ngươi còn nhớ không? Ban đầu của chúng ta vì muốn lật đổ Bạo Quân nên khởi nghĩa, đánh mãi mãi. Trần Dương cũng đã bị tiêu diệt khá lâu rồi, ta vẫn còn đánh. Đánh thêm vài lần nữa, ta cảm thấy thật là vô vị. Vô vị đến nỗi ngươi đứng trước mặt ta, nhưng ta không biết nên xưng hô như thế nào. Đại ca, nói thật ra ta không hề tin lần này. Vẫn là câu nói cũ, chúng ta đập tay lập lời thề. Ta vẫn là câu nói cũ, chiến vương quyết định là được rồi. Trong quân còn nhiều việc, bản vương xin cáo từ. Hãy đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy là phu nhân của ta, có lẽ nào không đến lượt chiến vương phải lo. Cáo từ. Đại ca, lần này chúng ta rõ ràng chắc chắn thắng mà. Huynh để hắn đi chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Vân Tề, đánh hay không đánh có quan trọng lắm không? Tham kiến chiến vương, đứng lên đi. Tạ chiến vương. Không ngờ giàn quà bách tính lại vui mừng đến thế này. Chiến vương, chiến tranh liên miên bách tính cũng đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ đã thái bình rồi, lòng dân cũng được an định. Mọi người yên lặng. Sẽ không còn chiến tranh nữa. Chồng của mỗi người, con trai của mỗi người đều có thể cởi bỏ áo giáp về quê rồi. Hôm nay bản vương phải vui cùng toàn dân. Sao vậy? Trước nay chiến vương chưa từng tình cảm với thiếp như thế này. Sau này bản vương sẽ luôn tốt với nàng. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc.
Mọi người nhìn đi, chỉ có loại cỏ lá trắng mới có công dụng chữa lành vết thương. Loại cỏ tím này không những không trị được thương mà còn có độc nữa, mọi người không được hái nha. Chính là loại cỏ này. Hình như có tiếng người rên. Qua bên đó xem sao. Nương nương à, chúng ta phải toàn là phụ nữ thôi. Qua bên đó nhỡ gặp nguy hiểm thì sao? Gặp người mà không cứu là kẻ bất nhân. Mau lên đi. Này, 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 gấu không ăn thịt người chết, mau nằm xuống giả chết đi. Này, nhìn người này có vẻ như không phải là người Trung Nguyên. Liệu có phải không hiểu tiếng Trung Nguyên không? Này, này, ngoan nha, ngủ đi. Sao vậy? Không sao, chỉ là hơi khó ngủ. Không ngủ được thì thà dậy nói chuyện còn hơn. Thiếp kể cho chàng nghe, hôm nay thiếp gặp một con gấu lớn. Nàng không sao chứ? Thiếp không sao. Mai có một người qua đường cứu. Tên họ là gì? Ngày mai ta sẽ trọng thưởng. Người đó đã đi rồi. Thiếp không hiểu vì sao chúng ta còn lại ở đây. Muội muốn về nhà. Chiến sĩ mới đánh trận xong, nếu bắt họ nhổ lều về, sợ họ không có sức. Nhưng ở lại đây thì cũng không phải cách hay. Được, ta biết rồi. Nàng nghỉ sớm đi. Vâng. Lạc Nhi, Lạc Nhi, gần đây quân ấy hôm nào cũng nửa đêm ra ngoài, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Là ngươi.
Chúa Thượng quả là người có tầm nhìn xa, đặt tai mắt ở đây trước Vân Cuồng. Nếu hắn liên hợp với Hung Nô, chúng ta chẳng còn cách nào để ứng phó nữa. Không nhịn được chuyện nhỏ thì không làm nên đại sự. Bây giờ Hung Nô nhận được hai cái lợi từ chúng ta, Giang Sơn sớm muộn cũng sẽ về tay ta. Lạc Nhi, một gương mặt quá giả tạo, một trái tim quá giả tạo. Sao nàng lại đến đây? Thiếp không đến đây, làm sao rõ được âm mưu của người? Thiếp còn tưởng người gì thiếp? Thiếp còn vô cùng cảm động vì điều đó. Lạc Nhi, Dân Cuồng không biết cách quản lý quốc gia. Ta chỉ là nghĩ cho thiên hạ thôi. Chàng nghĩ ta còn tin lời những lời giả dối của chàng hay sao? Ta nói cho chàng biết Hải Thiên à, ta không tin chàng dù chỉ một chữ thôi. Ta sẽ đi nói cho Vân Cuồng biết. Chúa Thượng thứ tội, đây chỉ là ngươi làm đúng đấy. Nhốt cô ấy lại, trông coi cẩn thận. Dịch. Ngoan nào, buổi sáng mới uống sữa rồi mà, sao lại khóc thế này? Ta còn chắc là không được khỏe, ngươi thả ta ra đi, để ta xem nó thế nào. Tiêu Huy, ngươi nam nhi đại trượng phu, võ công lại giỏi như vậy, lẽ nào lại còn sợ ta chạy mất chứ? Nhanh lên, để ta còn xem con ta thế nào. Hãy mau bế con ta ra đây. Nương nương, ngươi không được lại gần ta. Xin lỗi, ta nhất định phải đi ngăn chặn trận chiến này. Ta xin ngươi hãy chăm sóc tốt cho con ta. Nương nương, chiến tranh đã bắt đầu rồi, người không kịp nữa rồi. Đây là chiến vương, người nhìn kìa. 1, 2, 3. Một, hai, ba, bốn. Sao lại có nữ nhân làm binh sĩ vậy? Chiến Dương, thiếp thấy người cho binh sĩ cởi áo giáp về quê, sợ ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, không có ai bảo vệ Chiến Dương, vậy nên đặc biệt huấn luyện một đội nữ binh. Bản vương còn phải nhờ nữ binh bảo vệ sao? Chiến Vương à, người đừng có coi thường bọn họ. Tuy rằng người võ công cái thế, nhưng mà số đông vẫn mạnh hơn. Chúng thiếp tuy rằng không mạnh, nhưng lại có nhiều người. Vậy thì nếu mà trẫm có gặp nguy hiểm thật thì phải nhờ đội nữ binh của hoàng hậu bảo vệ trẫm mới được. Đại ca, đại ca, có chuyện gì? Tên vô hại Hải Thiên đã phái binh đến đây rồi. Di tản dân chúng ngay lập tức, càng nhanh càng tốt. Dừng. Hải Thiên,
Sao ngươi lại dám nuốt lời? Chiến Dương, xem ra những ngày yên bình không được bao nhiêu. Chiến Dương, không cần biết sống thế nào, chỉ cần được ở bên người là hạnh phúc lớn nhất của vừa qua rồi. Chiến Dương, cứ ngồi đi. Sao đến nàng cũng lấy kiếm ra thế này? Quân địch thế mạnh như trẻ tre, nàng không sợ à? Thiếp không sợ. Mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi, ta hứa với nàng. Những ngày bình yên sẽ nhanh trở lại thôi. Có câu nói này của chàng, thiếp chết cũng an lòng. Ta không để nàng chết đâu. Cho dù ta chiến bại thì ta cũng không cho phép nàng được chết. Trong trận Trần vây Lưỡng Quốc, cha muội chiến bại. Ông ấy hỏi mẹ thiếp có đồng ý tuẫn tán cùng ông ấy không. Mẹ thiếp không đồng ý. Ban đầu thiếp nghĩ mẹ thiếp đúng. Có gì quan trọng hơn sinh mạng chứ? Nhưng bây giờ thiếp lại không nghĩ như vậy. Chiến Dương, thiếp không giống Lạc Nhi. Tỷ ấy là người mạnh mẽ, không có đàn ông tỷ ấy vẫn có thể sống. Nhưng đối với muội, muội là người yếu đuối, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chiến vương. Thiếp từng nói nếu có một ngày người không còn thì thiếp sẽ đi theo người. Người hiểu lòng thiếp chứ? Chiến Dương, thiếp vừa mới học một đường kiếm pháp, thiếp múa cho người xem nha. Được.